lễ chuyển giao những chiếc máy thở đầu tiên của dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 của công ty Meitran Nhật Bản do Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư tài trợ 100% nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam vào thời điểm dịch COVID-19. Buổi lễ được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, đồng thời được kết nối trực tuyến tại Đại học Văn Lang. Đến tham dự buổi lễ tại Nhật Bản có ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. Về phía công ty Meitran có ông Trần Ngọc Phúc là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, cũng là chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Shinichi Nakane, phó tổng giám đốc và ông Nitandan, giám đốc công ty Meitran Nhật Bản. Khách mời danh dự là ông Shima Hideki, phó chủ tịch Japan Airlines và ông Takahashi Toshiharu, giám đốc kinh doanh toàn cầu của Jupiter Japan. Đại diện Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Minh Văn, trung tâm A2 Healthcare Corporation, cùng các tiến sĩ, bác sĩ, các nhà khoa học đến từ Đại học Y và Nha khoa Tokyo. Tại Việt Nam tham dự lễ có đại diện trường Đại học Văn Lang là tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng trường, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang. Đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát có ông Trần Hòa Bình, ông Hồ Quốc Minh, phó chủ tịch hội doanh nghiệp quận 1. Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với tinh thần đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, 2.000 máy thở sẽ đưa vào sản xuất sớm nhất và chuyển giao cho Việt Nam từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020. Trong cái triết lý giáo dục của Đại học Văn Lang thì chúng ta có một số nội dung. Trong đào tạo giảng dạy thì nó có một cái nội dung rất quan trọng, tức là truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tức là tất cả sinh viên của Văn Lang của chúng ta đó, ngoài cái chuyện là chúng ta phải trở thành công dân toàn cầu, chúng ta phải có cái tư tưởng gọi là khai phóng, chúng ta phải sáng tạo, thích ứng, thì nó có một cái nhiệm vụ nữa, đó là truyền, trong cái công việc của mình phải truyền được cái cảm hứng cho người khác, cho cộng đồng. Thì trên cái ý nghĩa đó, đó thì Đại học Văn Lang đã chủ động khi mà đất nước có những cái khó khăn về dịch, về bệnh, về đại dịch COVID-19, thì Văn Lang với cái background của mình, với cái mối quan hệ của mình, đã chủ động làm việc với Meitran, ông Trần Ngọc Phúc và các nhà tài trợ, với Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để ngay lập tức chúng ta có một cái hành động để làm sao có 2.000 cái máy thở với công nghệ tốt nhất dành cho Việt Nam. Và thông qua cái hành động đó, đó thì đương nhiên là ban lãnh đạo trường cũng muốn truyền tải tới sinh viên Văn Lang rằng là chúng ta ngoài cái việc chúng ta học, chúng ta làm cho chúng ta luôn nghĩ đến xã hội. Và cái điều đó là một cái tiêu chí của Đại học Văn Lang. Và điều đó cũng cho thấy rằng là các sứ mạng của các trường đại học nó rất là lớn. Và nếu chúng ta làm được cái việc này đó, thì tặng thêm 2.000 máy thở cho Việt Nam thì nó chiếm gần 50% tổng số máy thở Việt Nam hiện có. Và đây là một cái số lượng máy rất lớn. Và một vài doanh nghiệp, một vài cái tổ chức như chúng ta có thể hỗ trợ được cho chính phủ. Và nó đặc biệt có ý nghĩa lúc này, tức là nó thêm cái trang thiết bị vật tư, máy móc để cùng với cái đội ngũ y tế, chính phủ để chúng ta vượt qua cái đại dịch. Và chúng ta mong muốn rằng là sinh viên Văn Lang qua các thế hệ đó, thì tiếp tục với cái tinh thần đó, tức là trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái cương vị nào, chúng ta phải nghĩ đến xã hội và cố gắng làm được việc có ích cho xã hội. Thì đó chính là một trong những cái giá trị cốt lõi của Văn Lang muốn đào tạo cho sinh viên của mình, cũng như muốn các em hành xử sau này khi ra trường. Ngày 20 tháng 4 năm 2020 cũng là một ngày thật đặc biệt, ngày những chiếc máy thở đầu tiên ra đời và sẽ được chuyển giao nhanh chóng đến Việt Nam nhằm phục vụ cho việc cứu chữa bệnh. Buổi lễ chuyển giao diễn ra tại Đại sứ quán Nhật Bản đánh dấu sự kiện quan trọng này. Tại buổi lễ thì Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với sự đồng cảm chia sẻ đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao số tiền là 200.000 USD giúp đỡ Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhằm hỗ trợ giảm khó khăn cho người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật. Tinh thần vì cộng đồng, chia sẻ những khó khăn cùng xã hội, truyền tải thông điệp vì cộng đồng, vì xã hội mà Văn Lang chuyển đến tập thể sinh viên của mình.